Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay tiếp tục cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 5, tuần 1, tập làm văn, trang 14, sách giáo khoa, luyện tập tả cảnh. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem quảng cáo để ủng hộ Thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một nhỏ. Rồi đầu tiên mình sẽ vào phần một nhỏ. Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét. A. Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? B. Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào? C. Tìm một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Buổi sớm trên cánh đồng. Từ làng, Thủy đi tắt ra cánh đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát, lạnh, giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vội. Một vài giọt mưa lón thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy. Những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ bé của em ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẻ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới luyện trên cánh đồng, lúa mùa thu đang kết đồng. Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố. Thì chúng ta vừa đọc xong bài văn buổi sớm trên cánh đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nêu những nhận xét. Câu A là tác giả đã tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu. Thì ở đây đó là đầu tiên tác giả sẽ tả cánh đồng lúa buổi sớm. Thì lúc này là tả về vòm trời nè, những giọt mưa, những sợi cỏ, những gánh rau, những bó huệ của người bán hàng. Rồi bầy sáo luyện trên cánh đồng lúa đang kết đồng, mặt trời mọc. Thì ở câu A này, tác giả đã tả những sự vật trong buổi sớm mùa thu là tả cánh đồng, ở trên cánh đồng buổi sớm mùa thu thì gồm có là vòm trời, những giọt mưa, những sợi cỏ, những gánh rau, những bó huệ. Rồi những bầy sáo trên cánh đồng đang là đồng lúa đang kết đồng và có thêm mặt trời mọc nữa. Rồi tiếp theo câu B, người ta hỏi tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào. Thì tác giả đã tả bằng những giác quan đó là giác cảm giác của làn da, tức là xúc giác. Thì thấy sớm đầu thu mát lạnh và một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên khăn và tóc, những sợi cỏ đẫm nước và ướt lạnh bàn chân. Đó, thì ở đây đầu tiên tác giả đã dùng thứ nhất là cảm giác của làn da, tức là xúc giác. Rồi tiếp theo tác giả sẽ tả là gì nè, đó tiếp theo sẽ là bằng mắt, tức là bằng thị giác. Thì thấy mây xám đục, vòm trời xanh vòi vội, vài giọt mưa thoáng rơi, người gánh rau và những bó huệ trắng muốt, bầy sáo lượn chấp chới trên cánh đồng, lúa đang kết đồng. Rồi mặt trời mọc trên những ngọn cây xanh tươi. Thì đây là tác giả đã tả bằng mắt. Rồi tiếp theo câu C là người ta hỏi tìm một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Thì ở đây một chi tiết mà thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả đó là giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vội. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy.
vân vân. Thì đây là những cái chi tiết mà quan sát rất là tinh tế của tác giả. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng hoặc trưa, chiều, trong vườn cây hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng tham khảo một số cái dàn ý tả một buổi sáng. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có dàn ý tả buổi sáng trong công viên. A mở bài: giới thiệu bao quát cảnh yên tĩnh của công viên vào buổi sáng sớm. Thân bài: tả các bộ phận của cảnh vật. Có cây cối, chim chóc, những con đường, mặt hồ, người tập thể dục, thể thao, vân vân. C kết bài là: em rất thích đến công viên vào những buổi sớm mai. Rồi tiếp theo mình sẽ sang cái dàn ý tả buổi sáng ở trong vườn cây. Mở bài: giới thiệu đối tượng miêu tả. Thân bài: khu vườn nhà em đẹp lắm, nhưng đẹp hơn cả là vào những ngày đẹp trời. Miêu tả quang cảnh bầu trời và miêu tả quang cảnh khu vườn. Tả bao quát: khu vườn nhà em không rộng lắm, nhưng bốn mùa cây cối đều xanh tốt, tùm, mà đặc biệt vào mùa hè càng tốt hơn. Tả chi tiết: ngay từ khi bắt đầu có ý thức đầu tư vào làm vườn, bố em đã chia khu vườn ra thành 3 khu vực. Khu 1 trồng cây cảnh và hoa, khu 2 trồng cây ăn quả, khu 3 trồng rau và củ quả. Khu 1 với đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, cùng với sự chăm chỉ, cần cù, bố đã trồng được rất nhiều loài hoa, cây đẹp, cây cảnh, lộc vườn, cây xanh, cây đào thế. Miêu tả 2, cây cụ thể như là cây hoa, cây sẻ, hoa móng rồng trên sàn thiên lý, treo những giỏ lan, hoa hồng. Trong vườn có rất nhiều loài hoa, vào những ngày hè chúng tạo ra mùi thơm quyến rũ, không chỉ cho khu vườn mà cho cả làng. Khu 2, bên phải mảnh vườn này là khu vực trồng cây ăn quả là xoài, nhãn, vân vân. Chú ý miêu tả hoa, sai quả, sai triểu. Khu 3, bên trái mảnh vườn là khu vực trồng rau, củ quả, xà lách, bắp cải, cà chua, cà tím, vân vân. Rồi tiếp theo nữa là lợi ích của khu vườn. Rồi tiếp theo mình tả là âm thanh lao sao. Mà mới sáng sớm em ra vườn đã thấy bạt ngàn ong bướm, chúng về đây để hút mật, đánh lộn nhau. Chim chóc, chim hoành khuyên, chim họa mi, chim sâu, gà con, tất cả đã tạo nên một âm thanh lao sao. Kết bài là chúng ta sẽ nêu tình cảm của em với khu vườn, hướng chăm sóc khu vườn cho tốt hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ qua một dàn ý tả cảnh buổi sáng trên đường phố. Mở bài: theo ba lên sân thượng tập thể dục buổi sáng. Thân bài: khi còn đèn đường, đường phố dài hùng hút, không một bóng người. Thi thoảng một xe tải nhỏ, xe xích lô chở hàng ra chợ, tiếng chổi người quét rác. Khi tắt đèn đường thì đường phố chìm trong bóng tối mờ mờ, thưa thớt một vài thùng vùng sáng sửa của đèn cửa hàng chiếu hắt ra, lác đác người đi tập thể dục buổi sáng. Đường phố sáng hẳn cũng là lúc xe máy đưa con đến trường chạy trên đường. Kết bài là chuẩn bị đi học.
Thì như vậy đến đây cô đã vừa hướng dẫn chúng ta tiếng Việt lớp 5 là tập làm văn, luyện tập tả cảnh. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhớ nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thùy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.